Chiếc cầu dân sinh này có chiều dài khoảng 40 mét bắc qua kênh nhánh của sông Vĩnh Thìn thuộc thôn An Trụ, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong mà người dân địa phương thường gọi là cầu Thầy Bói. Chiếc cầu này đã được nâng cấp sửa chữa cách đây khoảng 40 năm. Thời điểm đó, sâm cầu chỉ sử dụng các thanh sắt chữ Y. Trải qua hàng chục năm do thiên tai, thời tiết khắc nghiệt nên toàn bộ các thanh sâm chữ Y đã bị mục nát, xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sập gãy bất cứ lúc nào. Chiếc cầu dân sinh này không chỉ đảm bảo đi lại phục vụ sản xuất sinh hoạt của khoảng 350 hộ dân trong vùng mà còn kết nối với các thôn Tài Lương, Phủ Liêu của các xã khác. Trước sự xuống cấp nghiêm trọng của công trình này, người dân địa phương mong muốn Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong, Sở Giao thông Vận tải kịp thời kiểm tra đánh giá mức độ xuống cấp của công trình để có giải pháp khắc phục, đảm bảo việc đi lại của nhân dân được an toàn.